Cô thân mến, chào các em học sinh lớp 1 trường tiểu học Chung Nhất. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học môn tiếng Việt qua tiết kể chuyện với bài Niềm vui bất ngờ. Chúng ta bắt đầu tiết học các em nhé. Các em ơi, Bác Hồ là vị lãnh tụ của nước ta. Khi còn sống, Bác luôn chăm lo cho cuộc sống của nhân dân. Và Bác rất yêu quý các cháu thiếu nhi nữa. Có một câu chuyện nói về tình cảm của Bác dành cho các cháu thiếu nhi mà hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe. Đó là câu chuyện Niềm vui bất ngờ. Câu chuyện bắt đầu như sau. Một buổi sáng, cô giáo dẫn các cháu mẫu giáo đi qua phủ chủ tịch. Các cháu thích lắm, reo lên: "À, nhà Bác Hồ!" Cổng phủ chủ tịch bỗng trở nên ồn ào. Các cháu ríu rít xin cô: "Cô ơi, cho chúng cháu vào thăm Bác Hồ đi." Cô giáo còn đang lúng túng thì cổng phủ chủ tịch bỗng từ từ mở. Một đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô và các cháu vào thăm nhà Bác. Vừa thấy Bác, các cháu đã reo lên: "Bác Hồ, Bác Hồ!" Các cháu ùa đến quanh Bác. Bác Hồ râu tóc bạc phơ, tươi cười đón các cháu. Bác hỏi: "Các cháu có ngoan không?" "Thưa Bác, có ạ." "Bây giờ các cháu thích gì nào?" "Chúng cháu thích vào thăm vườn của Bác ạ." Bác dắt tay hai cháu nhỏ nhất. Các cháu khác xúm xít theo Bác ra vườn xem hai cây vú sữa miền Nam và ao cá Bác nuôi. Bác dặn các cháu phải ngoan, sạch sẽ, vâng lời cô giáo. Đã đến giờ Bác phải chia tay các cháu. Cô giáo cho các cháu ra về. Bác vẫy tay chào. Các cháu cũng lưu luyến vẫy vẫy những bàn tay bé xíu chào Bác. Bây giờ cô sẽ kể lại câu chuyện lần thứ hai. Các em vẫn lắng nghe và cố gắng nhớ lại nội dung chuyện theo tranh để chút nữa chúng ta tập kể lại chuyện em nhé. Tranh số 1. Một buổi sáng, cô giáo dẫn các cháu mẫu giáo đi qua phủ chủ tịch. Các cháu thích lắm reo lên: "À, nhà Bác Hồ!" Cổng phủ chủ tịch bỗng trở nên ồn ào. Các cháu ríu rít xin cô: "Cô ơi, cho chúng cháu vào thăm nhà Bác Hồ đi." Tranh số 2. Cô giáo còn đang lúng túng thì cổng phủ chủ tịch bỗng từ từ mở. Một đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô và các cháu vào thăm nhà Bác. Vừa thấy Bác, các cháu đã reo lên: "Bác Hồ, Bác Hồ!" Các cháu ùa đến quanh Bác. Bác Hồ râu tóc bạc phơ, tươi cười đón các cháu. Bác hỏi: "Các cháu có ngoan không?" "Thưa Bác, có ạ." "Bây giờ các cháu thích gì nào?" "Chúng cháu thích vào thăm vườn của Bác ạ." Tranh số 3. Bác dắt tay hai cháu nhỏ nhất. Các cháu khác xúm xít theo Bác ra vườn xem hai cây vú sữa miền Nam và ao cá Bác nuôi. Bác dặn các cháu phải ngoan, sạch sẽ, vâng lời cô giáo. Tranh số 4. Đã đến giờ Bác phải chia tay các cháu. Cô giáo cho các cháu ra về. Bác vẫy tay chào. Các cháu cũng lưu luyến vẫy vẫy những bàn tay bé xíu chào Bác. Cô vừa kể xong câu chuyện. Sang hoạt động số 2. Đến lượt học sinh kể. Những em nào có thể kể lại được toàn bộ câu chuyện, cô Ken và Tuyên Dương em nhé. Ở đây yêu cầu của cô là chỉ cần các em trả lời được câu hỏi dựa theo tranh hoặc kể lại một đoạn chuyện dựa theo tranh. Các em học sinh lớp 1 trường tiểu học Chung Nhất ơi, chúng ta bắt đầu với phần tập kể chuyện nhé. Với bức tranh số 1, em hãy quan sát tranh, nhớ lại nội dung chuyện theo tranh và tập kể lại nhé.
em cũng có thể trả lời câu hỏi các bạn nhỏ xin cô giáo điều gì khi qua cổng phủ chủ tịch. Câu gợi ý của cô là các bạn nhỏ xin cô giáo dẫn các bạn vào thăm Bác Hồ, thăm nhà Bác Hồ. Tương tự như vậy với bức tranh số 2, em quan sát bức tranh, cố gắng nhớ lại nội dung chuyện theo tranh mà cô đã kể cho em nghe. Em cũng có thể trả lời câu hỏi chuyện gì diễn ra sau đó. Câu gợi ý của cô: một đồng chí cán bộ mở cửa mời cô và các cháu vào thăm nhà Bác. Bác Hồ râu tóc bạc phơ, tươi cười đón các cháu, dẫn các cháu ra vườn thăm ao cá, thăm cây vú sữa miền Nam. Tương tự như vậy với bức tranh số 3, em hãy quan sát tranh, nhớ lại nội dung tranh mà cô vừa kể. Cố gắng tập kể lại chuyện theo tranh em nhé. Em cũng có thể trả lời câu hỏi Bác Hồ trò chuyện với các bạn ra sao? Câu gợi ý của cô: Bác Hồ dặn các cháu phải ngoan, sạch sẽ, vâng lời cô. Tiếp tục với bức tranh số 4. Em hãy quan sát tranh, cố gắng nhớ lại nội dung tranh, kể lại chuyện dựa theo tranh. Hoặc em có thể trả lời câu hỏi cuộc chia tay diễn ra thế nào? Câu gợi ý của cô: Bác vẫy tay chào, các cháu cũng lưu luyến vẫy vẫy những bàn tay bé xíu chào tạm biệt Bác. Các em học sinh lớp 1 trường tiểu học Trung Nhất ơi, qua câu chuyện niềm vui bất ngờ này, trò chúng ta thấy Bác Hồ tuy bận rộn rất nhiều công việc, nhưng Bác vẫn quan tâm đến các cháu thiếu nhi, chăm sóc các cháu thiếu nhi. Như vậy, chúng ta phải ngoan, biết vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ và phải học giỏi để trở thành cháu ngoan Bác Hồ các em nhé. Tiết học đến đây là hết. Cô thân ái chào các em học sinh lớp 1 trường Trung Nhất. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau nhé.